Chào anh em yêu nước bên YouTube. Tôi muốn đa đảng. Tôi là một đảng viên. Tôi không chấp nhận đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản là đảng Cộng sản ngoại lai. Thành ra hôm nay tôi nói tôi muốn đa đảng. Tôi muốn đa đảng. Đa đảng là có nhiều đảng cạnh tranh với nhau mà để phục vụ nhân dân, chứ không phải cái đảng Cộng sản này nữa. Cái đảng Cộng sản này nó phục vụ cho giặc Tàu. Nó không dám thông báo cái giàn khoan của giặc Tàu cho đồng bào mình biết, để đồng bào mình xuống đường mà đuổi giặc Tàu ra khỏi đất nước của chúng ta. Thành ra hôm nay tôi muốn nói là mình là người dân, mình phải nên kêu đồng bào mình phải xuống đường, không chấp nhận mà làm nô lệ cho giặc Tàu. Anh em công an, anh em an ninh, anh em quân đội phải nghe cái tiếng nói của tôi. Tôi cũng là đảng viên những anh thôi. Mấy anh muốn làm nô lệ cho giặc Tàu không? Không muốn thì mấy anh em kêu đồng bào xuống đường đi. Giặc Tàu nó đang xâm chiếm đất nước của chúng ta, nó đưa giàn khoan vô đó, nó chiếm ba đặc khu rồi. Chưa hết nữa, sau sắp sửa tới đây nó sẽ đưa cái con đường cao tốc vô, nó vận chuyển vũ khí, thì dân tộc mình còn cái gì nữa? Đồng bào thấy chưa, nó đang đồng hóa dân tộc Việt Nam của mình đó. Đồng bào thấy nó đưa 7.000 cái công ty xí nghiệp, nó bắt con em mình phải học tiếng Tàu. Tại sao mà mấy anh em an ninh, mấy anh em quân đội mà không nhìn ra? Mấy anh em phải động viên đồng bào nhân dân phải xuống đường. Mấy anh em phải động viên, mấy anh em không chấp nhận làm nô lệ thì mấy anh em kêu đồng bào nhân dân xuống đường đi. Cái này là mục tiêu của chúng ta, của đồng bào nhân dân Việt Nam của chúng ta, là đánh lũ giặc Tàu ra khỏi đất nước Việt Nam này, chứ không phải là có ai mà chém giết mấy anh hết á. Sau này có một chính phủ mới đa đảng đa nguyên, có một chính phủ mới, mấy anh em phục vụ cho chính phủ mới, mấy anh em làm lương đồng lương còn cao hơn nữa, mấy anh em không có lệ thuộc mà lãnh đạo hay một ông nào mà kêu mấy anh em đi đánh lại đồng bào hết á. Thì tôi nói như vậy, mấy anh em nên chấp nhận sự thật đi. Sự thật nó đang rõ rành rành trước mắt rồi. Mấy anh em thấy 44 năm rồi ở trong miền Nam rồi, 74 năm ở miền Bắc rồi. Mấy anh em thấy đảng Cộng sản có làm gì được cho nhân dân không? Không bao giờ làm cái gì được cho nhân dân. Lúc nào nó cũng muốn bóc lột nhân dân mình, muốn làm nghèo nhân dân mình, chứ đâu có làm giàu phục vụ gì cho nhân dân đâu. Mấy anh em đảng viên, mấy anh em mà an ninh, mấy anh em mà công an ở dưới, mà dưới diễn đàn mà ngồi ở dưới diễn đàn mà nghe tôi nói nè, cái đó là sự thật, chứ không phải là ai mà nói giả dối. Mấy anh em thấy không, bây giờ nó cướp đất, cướp nhà của đồng bào chúng ta hàng ngày nè. Mấy anh em thấy không, bây giờ nó đưa cái thằng giặc Tàu vô, mà điện lực, thằng tổng giám đốc điện lực đó là ai? Thằng Dương Quang Thành đó, là thằng giặc Tàu đó. Nó tăng tiền điện, nó tăng tiền xăng vô. Mấy anh em thấy chết chưa? Nó bóc lột dân tộc Việt Nam của mình, nó muốn làm cho dân Việt Nam mình nghèo đi, để nó đồng hóa dân tộc Việt Nam mình. Dân tộc Việt Nam mình nghèo sẽ làm nô lệ của giặc Tàu. Thì đồng bào nhìn rõ đi, mình lập lên một chính phủ mới, mình có đa nguyên đa đảng, do mình bầu lên một chính phủ mới đó. Lúc đó chính phủ mới phục vụ người mình, chứ không phải lãnh đạo như Cộng sản này nữa. Cộng sản này bây giờ nó hết thời rồi. Bây giờ tại sao Cộng sản này nó sẽ sụp đổ? Tại sao tôi nói nó sẽ sụp đổ? Tự vì nó không còn lòng dân nữa. Lòng dân bây giờ đang căm thù nó. Đồng bào cứ nhìn rõ đi, anh em an ninh, anh em công an cứ nhìn rõ đi. Tại sao mà đồng bào căm thù nó? Tự vì nó làm đồng bào nghèo, nhân dân nghèo, cướp đất, cướp nhà, tăng thuế, tăng tiền xăng, tăng điện. Đồng bào tại sao mà không căm phẫn được? Không có đất nước nào mà nó thê thảm như đất nước Việt Nam mình hôm ngày hôm nay. Đúng, 44 năm sống trong cái chế độ Cộng sản này. Con em chúng ta, con em những anh đảng viên, con em những anh công an đó, con em những anh tương tá, nó không có tương lai, học ra trường nó không biết làm cái gì. Tại sao nó bắt con em mình phải học bác với đảng? Bác ở bên Tàu về, đảng là đảng cướp, chỉ có bộ chính trị thôi nó mới có quyền hành thôi. Còn các anh em tướng sĩ có quyền hành không? Nó lệnh xuống là nó kêu mấy anh em đi đánh người dân, bắt người dân. Mấy anh em tỏ cái ý niệm đó đi, nếu mà người ta có xuống đường nữa, mấy anh em cứ quăng cục lơi đi, để cho người đồng bào ta xuống đường để kiếm cái tự do đó. Kiếm tự do cũng có, kiếm tự do cho mấy anh quân đội, mấy anh công an luôn, mấy anh an ninh luôn nữa.
Lúc đó mình có tự do, có dân chủ, có nhân quyền, mấy anh em cũng hưởng lây. Chứ không ai mà chém giết mấy anh em hết á. Tôi nói bằng sự thật, cái lương tâm của tôi, thì mấy anh em cứ động viên đi. Đạo đức nước Việt Nam là trên hết. Đất nước Việt Nam mình nếu mà bị mất, mình làm nô lệ á, là lúc đó mấy anh em cũng giống như người dân thôi. Mà mấy anh em còn thê thảm nữa, mà giặc Tàu nó cai trị đất nước Việt Nam mình á. Lúc đó mấy anh em là người chết trước, chứ tính mới tính người dân. Thì mấy anh em tướng tá, mấy anh em sĩ quan, mấy anh em công an, mấy anh em an ninh, cứ tỉnh táo đi, cứ kêu người dân xuống đường đi, có tự do, có nhân quyền, chúng ta mới có được tất cả. Mấy anh em thấy không, tướng Trương Văn Long đã nói rồi đó, nó cài cắm vô bộ chính trị, hết trăm này tính trăm kia, cách đây 2 năm rồi, bây giờ không phải là trăm nữa, ngàn luôn. Các anh em, nó dày đặc hết tình báo Anh Nam ở trên đất nước của chúng ta, dày đặc hết. Thành ra tôi nói mấy anh em, ai cũng phải có trách nhiệm, đó mấy anh em không? Tướng, một vị tướng công an, người ta có tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, người ta mới nói cho mình biết. Trung Quốc nó cài cắm như bộ chính trị, nó cài cắm trăm này tính trăm kia, là nó nắm được bộ chính trị, coi như nó nắm được vận mệnh đất nước của mình rồi. Các anh em thấy không, chỉ đạo chỉ thị của nó kêu bộ chính trị phải mở 6 cánh cửa phía bắc ra để cho tụi nó ào ạt vô. Tại sao một đất nước cũng như cái nhà mà không có cửa, đồng bào thấy mất nước chưa? Đất nước mình đã mở cửa cho nó vô đó, nó tràn lan, nó đem ma túy vô, nó đem chất độc vô, nó giết đồng bào rồi chưa hết nữa, nó còn tăng tiền thuế, tăng tiền điện, tăng tiền xăng, nó làm dân tộc mình nghèo để làm nô lệ cho giặc Tàu. Cái mục tiêu của giặc Tàu là gì như vậy đó, cuối cùng không ai thắng hết, cuối cùng thằng giặc Tàu nó thắng, nó cướp được đất nước Việt Nam này. Thành ra mấy anh em quân đội, mấy anh em tướng tá, tỉnh táo đi, đừng có nghe lời nó nữa, nó xúi anh em mà cầm dao, cầm dùi cui, mà cầm rô điện mà quýnh người dân nữa. Mấy anh em phải ủng hộ người dân xuống đường, có tự do, có nhân quyền, có nhân chủ, sau này anh chị em nào cũng hưởng chung hết á. Đó một thể chế tam quyền phân lập đó, có nhân quyền, có dân chủ, đa đảng, đó một chính phủ người ta mới phục vụ mình. Còn bây giờ các anh chị thấy không, nó có phục vụ anh chị không? Đó mấy anh chị an ninh nè, công an nè, nó xuống các anh chị nè quýnh người biểu tình. Tại sao? Tại nó là giặc, nó mới quýnh người biểu tình đi chống Trung Quốc. Các anh chị phải nhìn xác định rõ là cái vấn đề này nó là giặc, mới xuống anh chị công an an ninh bịt mặt bịt mày đi quýnh người dân yêu nước mà xuống đường chống Trung Quốc, là cái đó sai. Mấy anh chị an ninh nên quay đầu lại để cho kêu người dân, đốc thúc người dân đi biểu tình cho thật nhiều. Kể cả những anh em nông dân nè cũng phải đi xuống đường luôn. Kể cả những anh em công nhân nè phải đình công bãi thị xuống đường luôn. Đúng. Kể cả những anh an ninh nè cũng phải xuống đường luôn. Kể cả những anh trí thức nè cũng phải xuống đường luôn. Xuống đường là mình bảo vệ đất nước, bảo vệ quê hương. Chứ không phải mình bảo vệ cái chế độ này. Chế độ này nó không còn lòng dân nữa. Lòng dân đang thù quán nó mất trời rồi. Là những thằng bộ chính trị của nó 4 tốt 16 chữ vàng đó, nó thân Trung Quốc, chứ dân tộc Việt Nam mình có thân Trung Quốc đâu. Nó đưa đường điểm, cao điểm đảo dân tộc Việt Nam mình. Nó đưa đường cao đó, đó, cho đó anh chị thấy không đó. Đó anh chị thấy không, nó đưa đường cao tốc vô đó. Các anh chị thấy đường cao tốc mà Cát Linh không, nó tuyên bố nó làm 3 năm mà nó đội vốn lên mức bao nhiêu tỷ rồi, nó làm tính 8 năm làm chưa xong nữa. Mà hỏi mà nó làm cái con đường cao tốc Bắc Nam nữa, là cái đó là sai trái. Nó vận chuyển vũ khí vô, nó chuyển quân vô để nó cướp đất nước Việt Nam của mình. Cái đó là tính đồng bào đã nhìn thấy rồi, đã biết rồi. Năm 2020 là đồng bào của mình sẽ mất đất nước Việt Nam, không có trên bản đồ nữa. Đó, cái đó là hội nghị thành đô năm 1990, tụi nó qua nó ký kết hết trơn rồi. Bây giờ tụi nó đang thực hiện đó. Thành đồng bào của mình, những anh an ninh, những anh công an nè, cứ tỉnh táo suy nghĩ đi. Tại sao có cái hội nghị thành đô này nó không công báo cho nhân dân mình biết, để nhân dân mình xuống đường? Thằng cộng sản không bao giờ nó không báo. Nó bây giờ nó muốn bóc lột là nó ôm tiền qua các nước ngoài nó chạy. Đồng bào thấy không, thằng nào mà ôm tiền được,
và nó chạy. Bây giờ nó không bao giờ nó phục vụ cho nhân dân đồng bào hết, nó phục vụ đô la thôi. Thằng nào mà đưa đô la cho nó là nó đưa đất nước liền à. Tụi nó không có tinh thần, mà dân tộc không có tinh thần yêu nước đâu. Là tụi bộ chính trị đó, vận mệnh đất nước của chúng ta không chấp nhận mà để cho bộ chính trị này nắm đất nước của chúng ta nữa. Thành ra chúng ta phải muốn ta đảng đa nguyên, bầu ra một chính phủ mới đó, có đảng này đảng kia đó, đồng bào thấy không? Ai cúi đầu vậy? Thằng Đông Đức Bội đó, nó cúi đầu với thằng Mao Trạch Đông đó đó, đồng bào thấy không? Đó là thằng Đông Đức Bội á, cái thằng đó đó, con nó thằng Đông Đức Tuấn á, nó bộ trưởng gì bộ trưởng kia, con cháu nó làm không à, là con cháu nó gây ra tội ác không? Đồng bào thấy không? Tụi thì nó đâu có khi nào mà nó cầm súng đâu như anh em của chúng tôi đâu. Tụi nó chỉ lợi ích, nó nhào lên để nó lãnh, nó cướp cái quyền của dân tộc, tự quyết của nhân dân của chúng ta thôi. Dân tộc của chúng ta đang chết từng ngày nè. Đồng bào nên xuống đường thật mạnh, hỡi ba miền đất nước đó, ba miền đất nước, miền Bắc, miền Trung, miền Nam đều phải xuống đường. Rồi công nhân cũng phải xuống đường, nông dân cũng phải xuống đường. Đừng có sợ nữa, sợ là dân tộc mình sẽ chết đó. Đồng bào thấy không? Mình giống y hệt như Venezuela thôi, ăn rác đó. Đồng bào thấy không? Thành ra mình không có chấp nhận nữa, mình phải xuống đường, xuống đường cho bằng được, xuống đường mới giữ được đất nước đó. Không phải là mình chống trả với ai hết, mình muốn có một chính phủ mới đa đảng, có tự do, có nhân quyền. Đa đảng là mình có tất cả đó, mình có tự do, có nhân quyền, chứ không phải như bây giờ một đảng này, một đảng này nó độc tài, nó bán nước, mình không chấp nhận thì mình loại cho nó ra. Nó đã từng nói rồi, nó hô dân, nó dân, nó nói xạo với dân tộc Việt Nam, nó hô dân làm chủ đó, nó chỉ làm đầy tớ nhân dân. Thì mình mang cái tiếng mình là ông chủ đi, ông chủ của cái đảng này đi, mình bắt nó cho đa đảng, tại vì mình là chủ mà. Cộng sản nó nói mà, người dân làm chủ, nó làm đầy tớ cho nhân dân, thì mình, nhân dân của mình phải quyết định, mình phải là người ông chủ của nó. Mình kêu nó phải đa đảng, dẹp bỏ cái chế độ này đi, để cho nhân dân lên làm chủ đó, nhân dân bầu cử lên tự quyết. Nó không giữ được đất nước, nhân dân mình phải giữ nước nước, chứ không phải để cho đảng cộng sản mà gây ra những cái tội ác của cộng sản nữa. Đúng. Tội ác của cộng sản rất nhiều rồi, bây giờ mình không nói đến tội ác nữa, tức thôi, nước mình đang lâm nguy rồi. Ngày nào mà còn chế độ này, không có đa nguyên đa đảng, là dân tộc mình sẽ diệt vong thôi. Không diệt vong cũng nghèo đói, dân tộc Việt Nam mình đang bị nghèo đói nè, đang bị úp lụt từng ngày từng giờ nè. Thì dân tộc mình phải quyết định xuống đường cho bằng được, để giành lấy cái lá phiếu. Ê, có tam quyền phân lập, đa nguyên đa đảng, dân tộc mình tự quyết. Chứ đảng cộng sản này nó không quyết định được rồi, nó đem giang sang đất nước mình, nó đem đi bán rồi cho thằng Tàu rồi đó. Đồng bào nên tỉnh táo đi, những anh em an ninh, những anh em công an đó, những anh em chúng ta nên tỉnh táo đi. Đất nước là trên hết, một khi mà đất nước diệt vong, dân tộc mình diệt vong là coi như không còn cái gì nữa. Thành ra mình phải xuống đường cho bằng được đó. Đồng bào thấy không? Người ta mất nhà mất cửa, cởi quần mà đi biểu tình. Cách mạng đó nha, một đất nước. Đó, bà mẹ cách mạng đó, bà mẹ cách mạng đó, chứ không phải là một đất nước mà thê thảm quá, thấy đau lòng quá, hy sinh cho đảng đó. Đồng bào thấy chưa, 60 tụ đảng, 50 tụ đảng, 40 tụ đảng cũng là nạn dân cộng sản thôi. Những anh an ninh nè, những anh công an nè, nghe tôi nói nè, sau này mà thằng Trung Quốc mà nó lấy được Việt Nam nữa, mấy anh cũng giống như bà cụ này thôi, mấy anh không biết kêu ai đâu. Nó sẽ lấy, nó bắt mấy anh em mà đảng viên, anh em công an, nó mổ nội tạng vợ con của anh em công an, anh em an ninh, nó bắt làm vợ nó bán đi các nước luôn, tôi chắc chắn luôn. Thằng Tàu rất là tàn ác, các anh em thấy không? Cái vụ mà Thiên An Môn không, nó tàn sát sinh viên trên 10.000 người. Mấy anh chị thấy, mấy anh công an, mấy anh thấy rõ không? Thằng Tàu nó không có mà tha ai đâu. Mấy anh chị, dân nó còn giết nữa. Dân của nó, cái vụ án mà Thiên An Môn, nó giết trên 10.000 người. Nó lấy xẹt băng, nó cán lên đó. Đồng bào thấy chưa? Dân nó mà nó còn tàn sát. Dân trí thức không? Dân yêu nước không? Đừng có nói mà anh em an ninh mà bảo vệ cho cái đảng này nữa. Cái đảng này nó không còn cái gì nữa rồi, nó không còn lòng dân nữa rồi. Thì đồng bào cứ việc xuống đường là đồng bào thắng liền. Nó đang chạy đó, nó đang bỏ ngỏ cho chúng ta để xuống đường đó. Anh đồng bào cứ xuống đường đi. Bây giờ mấy anh em công an
cũng không có làm ngơ cho mình xuống đường đó để mình đuổi giặc Tàu ra. Cái đó là điều chính đáng, chứ không phải là mình đi giết mấy anh em đâu, không có đâu. Đồng bào muốn anh em an ninh, muốn anh em công an, muốn anh em chúng ta phải quay về với dân tộc Việt Nam. Mình là người Việt Nam, mình mang dòng máu Hắc Vua Hùng, mang dòng máu Quang Trung, là mình phải có trách nhiệm kêu đồng bào mình xuống đường đuổi giặc Tàu ra khỏi đất nước Việt Nam này, không chấp nhận giặc Tàu nữa. Mình là đồng minh của người Mỹ, đồng minh của người Nhật, đó mình mới thắng được thằng giặc Tàu. Tại sao bà Thái Anh Văn đó, bà là một phụ nữ thôi mà bà can đảm tới mức độ đó, bà dám tuyên bố thằng giặc Tàu mà đụng tính đất nước, nước bà thì bà đưa nửa nước của thằng Tàu về dưới biển khơi luôn. Mình phải làm như vậy. Tại sao? Tại vì bà có đồng minh là người Mỹ, thành ra người ta dám tuyên bố đó. Mấy anh chị thấy không, tại sao người ta dám tuyên bố như vậy? Người ta gan dạ, tại vì người ta có đồng minh của người Mỹ, người Mỹ bảo vệ người ta mới dám nói. Thì mấy anh nên cho đa đảng đa nguyên đi đó, cho người dân bầu lên đi, lúc đó mình là đồng minh của người Mỹ. Thằng Trung Quốc bảo đảm luôn, không bao giờ mà dám đụng xâm chiếm đất nước của chúng ta nữa, là chúng ta lấy được hết biển đảo của chúng ta. Chúng ta đuổi 7.000 cái công ty xí nghiệp của giặc Tàu ra khỏi đất nước của chúng ta, nó gây ô nhiễm, chúng ta không chấp nhận. Là chúng ta phải có đa nguyên đa đảng, cho người dân mình làm chủ đất nước, tàu ra một chính phủ mới. Lúc đó đồng bào chúng ta sẽ giàu mạnh thôi. Chúng ta có 5 triệu người yêu nước, người giỏi ở trên khắp cả thế giới này. Có những anh tướng ta bên Mỹ, bên Úc đó, là ai? Là người yêu nước đó. Tại sao người ta phục vụ cho đất nước Mỹ? Tại vì trên lãnh thổ đất nước Việt Nam không có chấp nhận những người yêu nước, tại vì nó theo giặc Tàu, thành ra người ta mới bỏ nước người ta đi. Có những người đó, những người tài, những người giỏi, mà sau này đất nước mình có đa nguyên đa đảng, người ta về, người ta xây dựng, người ta phục vụ cho mình. Lúc đó đất nước Việt Nam của mình chỉ cần 5 năm thôi, 10 năm thôi, đất nước Việt Nam mình sẽ giàu mạnh như thằng Nhật, thằng Hàn Quốc thôi. Còn bây giờ nhìn thấy không, đất nước Việt Nam này đang đổ nát nè. Ai gây ra? Cộng sản gây ra. Thì nhân dân phải xây dựng, đứng lên, xuống đường, rồi đa nguyên đa đảng, đó chúng ta mới đuổi được giặc Tàu đó. Thành ra hôm nay tôi nói, tôi kêu gọi thêm một lần nữa, anh em công nhân phải đình công bãi thị, anh em an ninh phải động viên đồng bào xuống đường đi, anh em bộ đội, anh em đảng viên cùng xuống đường với đồng bào mà thay đổi cái đất nước này để có đa nguyên đa đảng, để cho một chính phủ mới lên phục vụ của chúng, phục vụ cho nhân tộc của chúng ta. Lúc đó chúng ta mới giàu mạnh. Còn cái đảng này không có phục vụ đồng bào, anh em đã thấy rồi, 44 năm rồi nó không phục vụ, mà nó đem giặc Tàu vô tàn phá đất nước của chúng ta. Thành ra ai cũng phải có trách nhiệm, xuống đường, xuống đường là chúng ta sẽ có tất cả.